Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay tới cái cụm tút tút đây nè anh em, cụm 1150 nè, dưới là tới 1176. Đó thì đợt này ông dùng KK này ông bá. Mà ông dùng KK này tương lai mạnh lắm nha. Không có phải dạng dừa, dạng dữ. Dùng KK này ông thua ông 0088 cho lắm đâu. Cái kiểu ông du quýt đồ á, thú bọng đồ này kia ông cũng dữ đó. Hôm nay nữa gặp chung cụm mấy ông kia chưa biết ai thắng thua đâu, khó phân biệt lắm. Nhưng team ổng đang build hiện tại là Võ Thánh Đại Kiều Đôn hơi chữ xem trận thứ ba. Ông kia là build 3 dễ giới ô lộc lục cơ với lại Võ Thánh phá mệnh 6. Ông này là Võ Thánh phá mệnh 6. Ủa sao ít 1 mà nó vẫn còn nhanh dữ vậy ta? À chậm đây nè. Đó rồi thì kiều hán ổng đem ra để giảm đam gián tiếp thôi. Thì còn giờ thánh bên kia ra nó chém mắc nhiều máu ha, chém mắc được nhiều gián tiếp rồi cũng ghê chứ. Nhưng thì còn nếu mà hứa chữ nó chết sớm thì kích thiên la tản sớm rồi nè. Kiểu em này còn thiếu nhiều thứ lắm, thiếu sổ rồi nhìn này nọ cũng khá là nhiều. Cái số ngày thấp á. Cho nên là đồ đạc đồ này nọ các kiểu thì cũng không được nhiều. Sau này cố tình để cho hứa chữ hoặc đại kiều chết nè. Cái gì dư mấy con đó chết kích thiên la tản lên ngon lắm. Tầm này thiên la tản bá vãi nồi luôn. Trời ơi, quá mạnh rồi. Cũng kiểu cũng vừa vừa nhau nha, nhưng không chênh lệch lắm nha. Nhưng ông kia cũng phải yếu đuối gì đâu đó, chém vô luôn mà. Nhân tự lật ngang đi rồi, cảm giác như người ca này cứ châu châu châu. Ông kia cũng có đam nhưng mà không có, còn này cũng châu quá. Cho nên hai cái kèo này nói chung là cũng không có căng cho lắm. Đây còn Superman nha. Chiến pháp xài chiến pháp gì đây? Rồi cũng chiến pháp kim được các kiểu nè. Ông xài thêm cái này đặng trăng tăng hộ thửng chống đỡ được lên nè. Xài con set của U nè. Xài con Dương Chiêu Quân nè. Dịch tướng Dương Chiêu Quân. À ông này cho tiếng thói ngọc. Combo tiếng thói ngọc với lại hào hùng phi thế. Thú không kìa. Thú chắc cũng dữ dữ không, nhưng phải vừa đâu. Thú cũng dữ thiệt anh em. Dữ dữ không còn thiếu mỗi con anh chiêu nữa thôi là chơi được rồi đó. Nó hai ông này cũng dữ dữ không chứ, để khoan để xem luôn cái đam cái nữa. Đam ông này 50 triệu ý cũng bằng gồng luôn ta. À thua 6 triệu công. Của U thì như nhau rồi. Ắn bọng rồi thì cũng như nhau hết trơn rồi. Cảm nên thì ông này cũng hơn chút xíu. Hơn chút xíu rồi chứ không hơn nhiều cho lắm. Cảm nên ở chiến pháp ông này xài chiến pháp chuẩn luôn nè. Thù nhỏ phải báo là có thể đổi thành cái khác nữa là sẵn sàng tấn công chẳng hạn. Nhưng thấy sẵn sàng tấn công nếu con kia nó không ra trận thì mình thấy cái sẵn sàng tấn công sau này nó ra chỉ để cho bưu 8 kiểu như tư mí rồi. Có tư mí B8 này cho Võ Thánh nó xài không kích hoạt. Chứ bình thường thấy toàn Võ Thánh win mình không có ngại ai đâu. B4 thì xài không kích hoạt nhiều cho lắm. Nó không kích hoạt có móc tối đa. Có thể kích 1, móc 2 nhưng không kích nổi móc 3. Có kèo nào căng căng coi cho vui không anh em? Đây đi tìm 3-0 không? Đây có kèo 3-2 nè. Đó 3-2. Mình sẽ xem cái trận này đi. Xong mình xem thêm trận 4 hoặc 5 nữa là được. Đổng Nguyên nha. Cuộc chiến giữa hai anh Đổng Quyền y hai cái tên bị ghen nhau luôn không? Không khác một nét nào luôn. Nó đây gọi là meta nè, meta là giống nhau luôn, không có sáng chế được cái gì chứ. Ao trình lắm mới sáng chế được thôi. Hạng dù đê xuất hiện. Trời ơi, đám cũng dữ dằn, lấy quýnh một khoát một thọ thương chứ. Thọ thương tiếp nè. Ôi ơi, tội thương bung lôi luôn nè. Bị con phiên bung lôi làm chí chứ đứng im luôn, không thọ thương không được quýnh kìa. Tại con phi nó quýnh cũng đau vậy đó hả? Rồi xong.
Con đâu có phi nó quýt đau phải nồi. Đau thiệt sự. Ông kia không xài đòn nữa chứ. Đập về làng. Một đập về làng. Bạch hổ ra trận. Có khi định rồi. Thọ thương tiếp không? Bách hiểu Diệu Phượng. Ông kia thọ thương nhiều lắm rồi. Rồi dính con em, dính con bông lôi tiếp. Ở hàng động viên solo phải có cái vững vàng mới được. À, ông nào có cái vững vàng chứ ông đó ngon ăn. Chứ bây giờ dính như vững vàng xong đứng im đó mà bị con bông lôi nó làm phát đứng im đó nè. Cho nên là gây đau không được. Đó, thấy ông gồng ba ca chưa? Ông đang chơi kính qua thiện nguyệt được kìa. Dễ gì mấy ông đầu tư tới cỡ đó rồi, dễ gì bỏ. Dễ gì bỏ kính qua thiện nguyệt. Thẻ biến hình hán mà. Ồ, thẻ biến hình kim mà. Kim hán được các kiểu mà. Thôi giữ. Trời ơi mạnh. Rồi đó chỉ là lý thuyết thôi nè, đó thì lý thuyết lâu lâu thắng chặn thôi nha. Bắt đầu là chặn thứ tư thứ năm bắt đầu lật được là hai ông này kiểu ngang kèo nhau quá. Hai ông này kiểu ngang kèo. Em mình sẽ xem lại sơ hai cái kèo này cái ha. Một ông này thì mình sẽ coi động viên thôi ha. Đây động viên này cầm xích kim thằng bên cộng trăm đá thì mình không nhìn thấy. Bảo vật thì bảo vật đang xài một cái hoàng lực thạch nha, bảo vật lẩu nha, không vừa nha. Chiến pháp thì đang xài khí thế hào hùng với lại cái khí định. Đúng rồi, phải lấy cái dưỡng vàng mà ngon quá. Đúng không? Chiến cẩm nang thì cũng đầu thù luôn rồi nè. Mà đồng thù mà đi với cái tem này thì nó không kích hoạt được nhiều cho lắm. Rồi xong thú thì được con câu men 5 sao. Nhìn lại công chứ chưa mà. Từ từ công, công này là 17 triệu. Nó ok, một đập về làng thì sao đây? Công 19 triệu, ông một đập về làng thì có vẻ hơi mạnh hơn xíu. Hơi mạnh hơn xíu, là anh em thấy con phi nó đấm là anh em biết là nó hơi mạnh rồi đó. Chứ cặp này cái gì? Ê, ông này cũng có cái hoàng lực thạch luôn là trời. Ông này cũng có bảo vật lẩu luôn ha, đồng thù ngọc thì cũng như nhau luôn là trời. Rồi tiếng thối ngọc từ cẩm nang dường như là gần giống như nhau nè, chiến pháp thì giống luôn anh em. Ông kia chưa mổ ô 4 thôi chứ dường như còn lại là giống giống nhau hết trơn, sắp sắp chiều đấu luôn nè. Đó ông này ông cái gì nó gọi là liên kết với con gì nè, mới có cái chìa khóa nè, dành tương hay du đế như nhau hết trơn. Rồi xem trận ông một đập về làng ông win làm sao đây. Trận chung kết trận thứ năm. Đây là cuộc chiến của những anh Đổng Nguyên. Đổng Nguyên này, Đổng Nguyên link server nha. Ê, ông Felix giờ ông cũng có chơi kính qua thiện nguyệt rồi nè. Bây giờ mấy ông top server đang bò lên lay gai hết ha. Mình cảm giác đam thì bên ông một đập về làng ông lực hơn. Nhưng mà Đổng Nguyên thì nói gì đâm trực tiếp lực hơn hay không cũng quan trọng đâu. Nó quýnh toàn gián tiếp không mà. Gớt xuống một cái rồi, đau 1 tỷ gì. Một con Đổng Nguyên ra đi. Chắc ổng chết mới chịu quá. Rồi chết Đổng Nguyên luôn mà.
Những cái ông lực không? Ông kia ông quýnh nhiều cái ông này mới chết, còn ông này ông đập vô phát nào phát nấy, tới công chuyện không à. Ông có nghĩa là ông đam ông gây ra tới nỗi mà chưa gián tiếp mà đã thọ thương rồi đó. Còn ông kia thì ông phải quýnh mà trước khi mà rớt xuống mới thọ thương. Chênh lệch nhau ở cái lượng đam khá là nhiều. Ok, một bên còn đâm chính, một bên không còn đâm chính, mà trong khi đâm chính kia không ai đụng nữa. Cái này giống kiểu ao sổ nhẹ nhẹ hay sao, mấy con kia quýnh phi men không mất máu luôn à. Mà con phi men giọng lại cũng khá là đau. Rồi xong, vừa nói. Này con phi này thôi đập mấy chữ cũng khá là đau rồi. Mà nó biến thành cái mất phất rồi nó quýt không còn mạnh. Chứ hồi nãy còn miếng máu đó đấm mới đã đó. Để coi anh hứa chữ chịu nổi với anh Đổng Nguyên 4 thọ thương này không. Gung gãy chịu nổi với 4 thọ thương này không. Buồn lôi rồi. Chắc không giết được anh này. Không giết được con hứa chữ này rồi. Ông lát cũng chết luôn ha. Ok, bá dương của hai đổng quyền này thuộc về một đập về làng. Một đập về làng gặp với lại đụng với lại cái kèo Hạo Thiên này chịu không nổi với kèo Bill 6, Bill 8 Hạo Thiên này 3 tỷ tư. Chắc gặp Lục Châu khi biết phi thăng 3 quá ta. Làm nhẹ kèo Lục Châu khi thăng 3 phá mệnh 6 rồi phải là thua đúng rồi. Ông chơi 259 luôn. Một đống chân phi luôn. Ủa? Khoan 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 khoan, cái này kiểu mới lắm, kiểu khác, kiểu khác. Đây là kiểu khác rồi. Ông kia bị loại bởi một trong hai ông này. Cái tầm này ông này build 6 không biết ổn không đây. Luban nha. Tôi nói thiệt, xài cho nướng Luban tôi thấy uy tín. Gió hánh mà sạn đu ban thấy uy tín vẻ nồi luôn server Việt mẹ. Lực khủng khiếp. Quýnh máu là nó giật không phanh. Chứ Hán Vũ gây ra được nhiêu đâu thiệt. Hán Vũ chỉ đấm như được mấy hỗ trợ với lại mấy kia hơi. Cái đụng đụng như đâm chính quýnh không mắc nhiều máu. Rồi xong. Yên thẳng nó chơi cho anh cứu. Thì con gỡ thánh phá mệnh này giờ gặp cái con cái gì yên phản nó sợ phải rồi luôn, con phá mệnh này nó fit lại á. Cái viên đá yên phản này giờ nó fit lại nhìn lão ma lắm anh. Không phải này, nói chữ của ông này biết. Tôi nói chữ của ông này à, nói chữ của ông này cộng với nghĩ phản với mang roi này thấy không, có tàn sát ngọc không, nhìn trợ ngọc có luôn. Yển phản cộng tàn sát ngọc mà thằng võ thánh thì nó lại không có cầm cái võ thánh không cầm quả đà cho nên hút không kịp máu. Nhiều khi cũng cay lắm chứ bộ. Chết ông kia còn quá cho nhiều ngự mà thấy không, võ thánh ít có ai xài quả đà lắm, cũng đúng sao mà xài quả đà được. Nhưng mà chết chết bởi yển phản. Anh em cứ coi kỹ tình huống hồi nãy. Ông kia cầm đâu 7 8 cây ngự giáp cho phết.
bảy tấm cây ngự giáp mà vô bị Yển Phản nó quýnh chết mấy cây, Yển Phản như lại kia cái kia nó dạng nó vô máu luôn rồi chứ không có chơi mà vô kiểu qua bên kia đó. Nếu mà bây giờ sầm bây giờ cầm cái qua đà thì ra quánh lộn mấy kia thì kiểu quýnh phần trăm máu nó ít hơn, mà bỏ qua đà ra thì được bị phản đam chết mấy cây. Rồi thì video này em sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.